Gặp nhau cũng chỉ để bàn công việc thôi. Thế là xong, sau đó hốt con luôn. Sau đó hốt con. Tại vì ngày xưa là em không tính lấy vợ, và em nuôi cháu, nuôi các thứ mọi người ấy. Đó, tính đi tu quá chị. Mà quan trọng là vợ con sống có xứng đáng với con không? Đó, hay quá. Em có đối thủ rồi. Đó. Đây thật, ngồi đi cưng. Mời. Ngồi đi. Thôi bây giờ trước tiên chúng ta giới thiệu về mình đi nào. Lời đầu tiên cho phép A Tuân và Quỳnh Trang xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Lời chào trân trọng. A Tuân hiện tại đang làm chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông cho các tập đoàn, rồi có một công ty giải trí riêng, và trước đây thì là ca nhạc sĩ. Tuổi A Tuân là 36 tuổi ạ? 36 tuổi. 36 nhìn chững chạc ghê không? Rồi, mời vợ của A Tuân. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Con là Trương Quỳnh Trang, là bà xã của anh A Tuân. Hiện con đang có một spa là chuyên về nail và gội đầu, và có kinh doanh trầm hương và đá phong thủy ạ. Trang nhiêu tuổi rồi con? Dạ, con nhỏ lắm. Con năm nay là 26 ạ. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu từ cái giây phút đầu tiên mà các bạn chạm mặt nhau. Đúng rồi. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau và gặp có nhau. Ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu gặp nhau là con có, ngày xưa con có công ty mỹ phẩm. Thì con có tìm hiểu trên mạng xã hội rồi trên Google này kia, thì con thấy ông xã con đang là đứng top. Đứng top về marketing, rồi PR chiến lược cho các nhà hàng. Thì con có chủ động con liên hệ và để phát triển cái thương hiệu của con. Thì ngày đầu tiên gặp nhau cũng chỉ để bàn công việc thôi. Thế là xong, sau đó hốt con luôn. Sau đó thì hốt con. Nhưng mà ngày đầu tiên khi mà con nói chuyện với anh, con cảm nhận anh là con người như thế nào? Lúc đó thì cũng chưa có tình cảm nhiều, cũng thì thấy là nghiêm túc và chững chạc, với lại anh có rất là nhiều cái kinh nghiệm, chia sẻ những cái tư duy tốt cho người gặp. Là thấy tin tưởng và ấm áp đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà có thích ảnh không? Lúc đó thật sự là chưa đâu ạ. Lúc đó là chắc hình như cũng sợ em lắm, tại em nghiêm nghiêm mày sao, với lại đầu chọc anh em mình nhìn ngầu lắm. Nhưng mà còn Tuân thì sao? Cái công việc của Tuân thì chắc có lẽ là gặp các cô gái trẻ đẹp xinh tươi là cái chuyện rất là bình thường đúng không? Dạ. Thế mà lần đầu tiên gặp Quỳnh Trang thì thấy thế nào? Trong công việc thì em có làm việc với rất là nhiều người đẹp qua các vai trò, nhiều khi là giám khảo các cuộc thi hoa hậu, rồi em đứng vai trò ông bầu phía sau hay là những ấy, thì em gặp có nhân duyên gặp rất là nhiều các bạn. Nhưng mà bà xã em có một cái điểm đặc biệt hơn tất cả những người khác. Em gặp rất là nhiều các chiêu trò rồi các thế này kia, chưa kể mình chuyên là người lên chiến lược và chuyên xử lý các những cái đó, thì cuối cùng là người chiến thắng được mình là người chân thành, là đổ gục được mình. Thời điểm đó cũng giống như rất là nhiều các cô gái đến bên cạnh con, tại vì vợ con thì từng chứng kiến con ở nhà là rất là nhiều cô gái đến chăm sóc, người tới giặt đồ, người tới nấu cơm, người tới dọn dẹp này cái kia, chứng kiến trước mặt luôn. Rồi nhiều khi các cô gái mà thấy vợ em xuất hiện là nhiều khi còn hăm bởi quánh vợ em luôn. Ôi ôi. Vậy luôn hả Trang? Làm cho con ghen mà không ngờ là con không có ghen. Thôi cái đó là sao rồi? Bây giờ mình đang hỏi cái giây phút đầu tiên các bạn gặp nhau đó. Thì chắc có lẽ là ở cô này là chắc Tuân phát hiện là cổ có một cái điều đặc biệt hơn các cô gái kia, đó là cái sự chân thành. Chân thành. Có nghĩa là lần đầu gặp là Tuân đã cảm nhận được cái điều đó ở cô gái này rồi. Đúng. Dạ, tại vì sao hay vậy? Tại vì em xuất phát từ nhà quê, với lại mình có thiền nữa, thành ra mình cảm nhận hơi sâu. Cái trực giác hơi bị tốt đúng không? Trực giác hơi bị tốt. Dạ. Rồi sau đó là chắc chắn phải có những cái cuộc gặp mặt tiếp theo nữa. Bao lâu thì mới bắt đầu phát sinh tình cảm? Em có quan sát thì vợ em khác với các bạn nữ khác ở một cái là các bạn khác đến với em, đến bên cạnh em cảm nhận được cái gì đó, một cái gì đó. Còn vợ em thì không giống như những các bạn khác, là vợ em lại, tại vì mình đàn ông mình hay lo nghĩ cái chuyện này chuyện kia, đôi khi mình lại không có trọn vẹn được cái chuyện gia đình, những cái chuyện nhỏ, thì vợ em lại thay thế em chăm sóc cho bố mẹ em, chăm sóc cho em mọi người. Tại vì ngày xưa là em không tính lấy vợ, và em nuôi cháu, nuôi các thứ mọi người ấy. Đó, tính đi tu quá chị. Thì vợ em lại lấp được, làm thay cho con những chuyện đó. Và em nhìn những hình ảnh đó là em lại thích. Dạ, em cực kỳ thích những cái đó.
bao lâu thì coi như con quyết định là coi như con tỏ tình với bà xã? Tức là con dành bao nhiêu lâu để con quan sát vợ con á? Con nghĩ là con sống khá là thuận tự nhiên á. Rồi để mọi thứ nó đến nó cũng không có tỏ tình cũng rất chơi. Là tự nhiên. Qua một năm đó thì tình cảm cả hai cùng có thì mới mở lời với nhau, mới chấp thuận cho qua nhà này kia chứ, đúng không cô? Vợ con rất là may mắn khi gặp con ở cái chỗ này. Sau này là trước khi gặp con, vợ con tốn rất là nhiều tiền cho những cái nơi này nơi kia, một tiền mà về quảng cáo bia sản phẩm rất là nhiều là nơi này nơi kia nhưng mà không hiệu quả. Sau đó con đấy, trời ơi, xong vợ con bảo sau mới gặp anh sớm hơn thì tốt. Thật ra sau này con đâu có lấy tiền đâu. Lấy sao được, con lấy nguyên cái cuộc đời ta rồi. Thế thì khi mà quen một cái người mà lớn tuổi hơn mình, lại là một người rất thành công, và là một cái người mà thường xuyên tiếp xúc với các mỹ nữ làm trong nghề này, thì gia đình của mình Trang Có e sợ không? Có e ngại không? Có cản trong khi Trang quá trẻ. Ngày đầu tiên khi mà em dẫn vợ em về em hỏi cưới á, về nhà vợ. Má vợ có bảo là nhìn con phong độ như thế này rồi gái con theo con nhiều làm sao mà con thương nó lâu được, sao mà con chung thủy được thế này mà sao mà cưới được, rồi con có hứa là chắc chắn là con sẽ yêu với lo cho nó thứ không, thì con chỉ trả lời là con không thích hứa, tính của con không thích hứa, tại nói thì ai cũng nói được, bây giờ con có thể nói con thương lắm, ai cũng thể miệng ai cũng thể nói được hết. Dạ, mà quan trọng là vợ con sống có xứng đáng với con không. Hay quá. Dạ, cho nên con không thích nói, con thích hành động thôi, hai người có sống có xứng đáng với nhau hay không thôi. Nhưng mà cô hỏi nè, tại vì con không có cái định hướng là con sẽ lấy vợ, con định là con không lấy vợ. Dạ. Thế thì cái lý do gì mà con lại quyết định là cưới Trang? Đúng rồi. Thời điểm đó con có nói với vợ con một chuyện là hiện tại đây là đang là trong cái giai đoạn mà sự nghiệp con đang phát triển rất là tốt, đang rất thăng hoa. Nên là con không muốn có em bé trong cái thời điểm này lúc đang quen. Và đừng để con đóng vai ác, tại vì con không ghét nhất chuyện người phụ nữ dùng em bé để mà níu buộc, để mà khống chế người đàn ông. Con cực kỳ ghét cái chuyện đó. Đúng là mọi thứ của cuộc đời con thì vận hành hoàn toàn theo tâm linh. Trong một lần về Bình Phước á, Bình Phước có một cái đền thờ tự nhiên bốc cái lá thăm. Thăm lại ghi rất là rõ là người tu được phước trời cho, năm sau sẽ có quý tử nối ngôi. Và tự nhiên lá thăm đó là biết là năm sau có con trai rồi. Và tự nhiên năm sau có bầu thật, có con trai thật là Simba nhà mình á cô. Simba mà nó giống y chang con. Vui lắm, Facebook mà hai cha con giống nhau mắc cười muốn chết luôn á, lúc nó còn nhỏ đó. Hai cái đầu trọc lóc y chang nhau vậy đó. Có theo dõi Facebook. Em có thấy là từ khi mình cưới vợ thì cuộc sống của mình nó thay đổi hơn rất nhiều không? Nó có hai mặt anh ạ. Từ khi có vợ thì em bắt đầu em phải thích nghi một cái chuyện mà cũng hơi khó. Hơi khó là ngày xưa có rất là nhiều phụ nữ quan tâm theo đuổi, rất là nhiều phụ nữ hay chăm sóc cho mình. Từ khi lấy vợ vào thấy bắt đầu các cô không dám chăm sóc nữa. Thì đúng rồi, sao dám? Cũng cả một thời gian mới gọi là thích nghi được với cái điều đó. Thích nghi được cái cảm xúc đó, dạ, đúng không? Cái đó. Nhưng mà còn Trang thì sao? Hồi nãy con nói cái vụ mà có người mà chọc con, mà gọi là chọc cho con phát ghen lên á, mà con không thèm ghen á. Dạ đúng rồi, vợ chồng con đang ở nhà thì bạn nó qua nhà chơi, xong rồi lúc đó chưa phải là vợ chồng, lúc đó gọi là mới gọi là có cảm tình, có thương nhau. Bạn nó đi tự nhiên xông thẳng vô nhà, xong chạy lại ôm hôn anh Tuân. Cái xong lúc đó phản ứng của Trang sao? Con bình thường đi ra ngoài rửa chén, quét nhà, ai thích làm gì làm. Bạn đó là rất là thích em. Bạn đó là một trong những bạn rất là thích em, nhưng mà bạn đó cứ nghĩ là đó là cảm giác chiến thắng. Đó là cái rất là dở. Hoặc là ví dụ mà có qua bên nhà em cái là xong bạn đó chụp một tấm hình bức cửa sổ, xong bạn ấy đăng lên Facebook là một đêm hạnh phúc. Đó, có những rất là nhiều trò. Thì em ngồi em mới cười, trời ơi, chỉ có chân thành mới hạ gục được em thôi, chứ chiêu trò này chẳng có giá trị gì với em cả. Đây không phải là người mà thế là cái cô gái mà đi quét nhà với rửa chén là dính đó. Đúng rồi. Là chân thành đó. Ok. Đây là người phụ nữ mà chảnh nhất trong những người phụ nữ mà con từng gặp. Chảnh với con nhất. Nhưng mà mình lại yêu cái đó. Dạ, ghê em thích đúng cái đó. Nhưng mà chảnh nhưng mà chân thành. Chảnh nhưng chân thành. Cái đúng không của em? Mình nó sẽ là của mình. Đã. Rồi bây giờ hai đứa ở với nhau được mấy năm rồi con? Tụi con là từ 2018. 4 năm. Nghe nè. Tới đây sẽ là đến cái phần gọi là khui cái tật xấu. Sao cái cặp này em nghi là ông Tuân này ông không có quá ta?
Tôi cứ để Trang nói. Ồ, thấy ông chững chạc. Trang nói có với anh. Có bằng khuôn đi chứ. Có cái tật ca nhạc sĩ mà ban ngày thì không có đánh đàn hát hò đâu. Ừ. Cái ban đêm 12 giờ 1 giờ sáng. Trời ơi. Cầm guitar hát ính ỏi trong nhà, giấc trưa thì cầm guitar đi khắp hành lang chung nơi ở hát hò vô thang máy. Cái âm thanh kia. Hành lang nó vọng nó rất là đã, ôm đàn hát trời nó sướng lắm. Nhưng mà bà con người ta thích không Tuấn? Chung cư cực kỳ khoái em. À. Trời, chung cư lại mê em lắm. Ông mang cái năng lượng tích cực đến cho mọi người, năng lượng yêu đời mà. Cái đó là ban ngày thôi chứ còn ban đêm mình cũng buồn ngủ muốn chết đi á. Hát hò. Có thù với âm nhạc của suốt ngày nói em có thù với âm nhạc mà không phải. Rất là khó chịu. Rồi còn gì nữa không? Không biết có khó tính không ta? Khó chứ, cực kỳ khó. Dễ với người ngoài nha anh, nhưng mà khó với người nhà, đặc biệt là vợ luôn. Ví dụ khó những khó những cái tính là như thế nào? Từ cách ăn, cách nói, cách mặc. Khó với con á, đúng không? Không phải là khó với vợ con, mà con có một cái nguyên tắc chung của cuộc đời con. Ở bên cạnh con tuyệt đối không được nói ngôn ngữ tiêu cực. Con cực kỳ ghét, con căm thù cái điều đó. Đó, ví dụ buồn thì không được nói buồn, phải nói là không vui, chưa vui. Não mình sẽ in cái từ vui trong đầu, đó là năng lượng tích cực. Nó sẽ cho mình năng lượng và chữa lành được bệnh tật. Đó, nó rất là trí tuệ. Đó, những cái khó khăn của em thật ra nếu mà áp dụng cực kỳ định, tại vì chữa được bệnh tật nó mang năng lượng để mà làm động lực được cho mọi người. Còn khi mà nếu mà suốt ngày buồn chán nghĩ những cái tiêu cực thì sẽ không làm được cái gì. Đây nó nghe nè anh suy nghĩ, cái thời gian đầu về ở chung chắc Trang áp lực lắm đúng không? Chưa thích nghi anh. Ờ, và luôn luôn là bị cáu là bị cáu là là đang nói xong cái ổng sửa lưng hả? Dạ. Đó, là khó chịu đúng không? Hoài khó chịu. Ờ. Nhưng mà ăn mặc thì sao? Ăn mặc có khó khăn à, ăn mặc thì kín đáo nhưng mà phải tinh tế. Ừ. Không có hở hang hay là khoe da khoe thịt đại khái là như vậy. À, nhạc sĩ chắc là lãng mạn lắm chị. Tại vì ông không lãng mạn. Không hề. Ai cũng nghĩ là nghệ sĩ là lãng mạn lắm này kia nhưng mà không hề. Lãng nhất hả? Tại em lãng mạn em bị bắt bài rồi. Em là không thích tặng hoa. Tại vì ngày nào nhà em cũng là ngày lễ, ngày Tết hết, ngày nào cũng là ngày vui, thế cho nên là không có nằm trong cái cứ tới ngày này là phải là lễ. Đó, rồi ví dụ mà em hay có những cái ví dụ vợ ơi, tối nay chồng không về nha, chồng đi qua đêm nha. Xong lù lù em đứng trước cổng về cái trước cho bà bất ngờ. Mà hình như bà bắt bài được sau này bà ấy không bất ngờ nữa. Tại vì cứ như bị hoài đúng không? Một hai lần đầu thì bực. Ok mình tin ha. Đúng rồi, bực lúc đầu bực lắm. Đi. Xong. Sức nghĩ là khỏi. Ôi bắt bà hết rồi. Vậy con mong mỏi Tuân thay đổi cái gì? Thật ra thì cuộc sống vợ chồng con hiện tại cũng rất là vui vẻ. Dạ, tại vì sau thời gian dài thì mình cũng đã thích nghi, mình cũng đã cái gì đúng sai thì mình cũng đã học hỏi và chịu thay đổi. Hiện tại là mình đã sửa đổi rất là nhiều nên thành ra mong lúc nào cũng vui vẻ như vậy được rồi. Bây giờ con, tới Tuân đó. Ừ đó, con vợ con còn có cái tật tật nào chưa tốt, mình không nói tật xấu nha. Không được nói chữ đó. Thật ra thì đặc tính như phái nữ là thích nói hơi nhiều một xíu. Thì con nghĩ cái đó cũng không phải là tật xấu, chỉ là đôi khi những lúc con không chưa hay thôi. Nghe những cái nói xung quanh thôi. Đó, không phải tật xấu không mà là thật chưa hay. Nghĩa là thông qua cái cách nói của Tuân thì cô hiểu là con hơi cằn nhằn đúng không? Cằn nhằn. Nhưng mà sau này thì hầu như không cằn nhằn nữa. Có một cái điều này là rất đặc biệt của vợ em. Có những cái trường hợp là vì công việc, vì những cái mối quan hệ và công việc của em nó rất đặc trưng, rất đặc biệt. Thế cho nên là có những lúc ví dụ như có những cái trường hợp là em kể một câu chuyện này là có đợt con đi tiếp khách cái cô. Thì có một cái cô em gái mưa, cái cô mới nhắn tin cho vợ con. Cô nhắn tin bảo là chị ơi, anh Tuân đang ở trong kia có phụ nữ mà có dấu hiệu không lành mạnh. Đó. Xong rồi vợ con mới nhắn tin cho cô lại cô đó là bình thường mà em đàn ông đi tiếp khách mà. Xong về mới nói lại với con là anh nên coi lại con em của anh, con này không xài được, nó bán đứng anh. Đó là một cái đức tính rất là đặc biệt đúng không? Bây giờ con có mong muốn vợ con thay đổi điều gì nữa không Tuân? Con thì chỉ mong là mỗi ngày mình cố gắng hoàn thiện hơn thôi. Đừng có dễ dãi với bản thân mình quá. Rồi thôi bây giờ thực sự là theo cái trí tưởng tượng của cô là gia đình con tương đối là
gọi là không phải là đại chúng đâu nghe. Một cái gia đình tương đối là đặc biệt so với tất cả các cặp gia đình khác. Chồng của con vừa như là một người chồng, vừa như là một ông thầy, một người thầy và vừa như một người cha của con. Đúng nhưng rồi. Mà có đôi lúc lại như là một đứa con nít ở bên cạnh con, đúng không? Đúng không? Hỉ nộ ái ố đủ cả, đúng không? Lâu lâu em thử, con thử cho ghen mà không ghen nha. Có những lúc ví dụ con đi nha, cho con đi luôn, kệ không gọi về. Bao giờ chán thì con về. Ví dụ mà với tính của con nó cũng ngược nữa. Ví dụ mà cằn nhằn là con đi luôn. Đó, mà ví dụ mà con đang đi với bạn bè, đi với mọi người, chỉ cần nhắn mỗi cái tin, trời ơi mình nhớ chồng mình quá, là trời ơi mình nhớ chồng mình quá quá là con mò về. Đó, thì chồng vợ con thì đang ở chơi cái chiến thuật gọi là nhu thắng cương, gọi là lạc mềm buộc chặt. Đó, kiểu vậy đó. À, và hy vọng rằng là hai bạn sẽ luôn luôn tạo những cái nguồn năng lượng tích cực hơn nữa dành cho không chỉ là dành cho mình mà còn dành cho tất cả mọi người xung quanh. Rồi. Cảm ơn mọi người. Cái lúc mà quen nhau thì con có nói là nếu như mà về mà nuôi heo cho mẹ con á thì con mới quen, con mới cưới. Thế là ông cũng nghĩ việc ông về ông nuôi heo cho nhà con thiệt. Nói chung là hồi đó con không có ấn tượng gì nhiều á, tại vì con cũng có xác định là quen để cưới. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và các khán giả đang xem chương trình Vợ chồng son. À, con tên là Thủy Tiên, 28 tuổi, nhưng mà cô coi con 18 cũng được. Hãy xem con như 18 tuổi thôi, đúng không? Dạ. Con nói 28 mà con cũng ngại nữa. Sao vậy? Con tin con 28 rồi. À, trời, tin điều đó à? Chú không tin chú 39 tuổi luôn đó. Dạ. Không tin luôn. Hiện con đang làm trong ngành phun xăm thẩm mỹ, về đào tạo và dịch vụ. Rồi, mời. Con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thuận. Con tên Nguyễn Đình Thường. Con năm nay 29 tuổi. Con là làm kinh doanh bán dụng cụ phun xăm đó chú. Ông em biết tại sao họ quen nhau luôn rồi. Ông bán dụng cụ phun xăm. Em biết. Một cô gái đến mua dụng cụ phun xăm. Đúng. Không. Không, để cho ta đoán, để cho ta đoán đi. Rồi hãy nói. Như vậy không đúng rồi. Không đúng rồi, không đúng rồi. Không đúng rồi. Thôi, vậy nó thử nói đi. Thôi các con nói đi. Cái cơ duyên nào mà các con gặp gỡ nhau? Tụi con quen nhau là chồng con tán con trên Facebook. Còn sau này khi mà quen nhau và gần cưới rồi thì mới bắt đầu kết hợp để làm trong công việc thôi. À. Chứ còn trước đó là tụi con làm hai ngành nghề khác nhau. À, trước đó là con làm nghề gì? Trước đó thì con cũng làm phun xăm, còn chồng con thì làm bên kỹ sư điện đó chú. Xong rồi sau đó thì cái lúc mà quen nhau thì con có nói là nếu như mà về mà nuôi heo cho mẹ con á thì con mới quen, con mới cưới. Thế là ông cũng nghĩ việc ông về ông nuôi heo cho nhà con thiệt. Ông coi nhà con ở đâu? Dạ, nhà con dưới Đồng Nai. Là nuôi heo 2 năm, xong rồi công việc của con nó có chiều hướng đi lên á, thì chồng con mới ngưng để hỗ trợ cho con. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Lúc đó là nhiêu ta? 23, 24 tuổi. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà biết nhau trên Facebook á là con bao nhiêu tuổi? Nó con nhỏ lắm, như con mới 16, 17 tuổi. Lớp 12. Lớp hè nó mới 11. Ồ, là cách đây 12 năm á hả? Dạ đúng rồi. Là lúc đó học lớp 12 hả con? Dạ. 12 lúc đó là cỡ 17 tuổi. Dạ 17. Là ông này 18. Dạ. À là lúc tụi con quen nhau qua Facebook. Dạ. Rồi bao nhiêu lâu thì mới gặp mặt nhau ngoài đời? Vậy một năm. Trời vậy đó hả? Một năm gặp nhau ở ngoài đời đó, người thiệt, làn da thiệt đó, thì lúc đó thì con thấy anh này với avatar thì như thế nào? Con thấy mập. Nói chung là hồi đó con không có ấn tượng gì nhiều á, tại vì con cũng có xác định là quen để cưới. Mới mà xong rồi gặp nhau cũng chỉ để biết mặt thôi, thì tò mò muốn biết mặt thôi. Dạ đúng rồi, con nghĩ là ông tò mò ông muốn biết mặt con nhiều hơn là con muốn biết mặt ông á. Rồi bây giờ Cường thì sao nè? Cường đó. Thì sao đợt đó là con cứ hay lướt Facebook á, hồi còn trẻ mà trẻ trâu hay cứ lướt Facebook thấy gái đẹp, thấy gái đẹp là vô tiên liền đúng không? Dạ. Nhưng mà một năm sau gặp cô này ngoài đúng đời rồi, đó. Con gặp bạn ngoài đời thì con sao, rụng rời không? Con đâu, con gặp con đứng thì xa, con gặp con đứng thì xa. Tại con với bạn con, bạn thân con giờ nếu mà xấu quá bỏ chạy. Đúng rồi, đúng kiểu vậy á. Đứng thì ra cái vợ con đang uống nước trong quán, kêu ra đứng cái ngõ cái đi mất tiêu. Là con với bạn con đi mất tiêu. Dạ đúng rồi, kiểu thấy ngoại hình được mới tiếp tục tìm hiểu. Gọi ra một cái, chỉ cần nhìn qua một cái rồi nó đi luôn. Vậy là không ưng đúng không? Ưng. Ưng nhưng mà về nhảy nhắn tin ạ. Ưng rồi mới về. Sao ông không tới nói chuyện luôn? Ừ, lúc đó là chưa chuẩn bị. Mắc cỡ. Về mới lên kế hoạch. Chiến lược, rồi chiến sao thuật. Nè đó. Về nhà rồi sao? Nhắn tin tìm hiểu được. Nhắn tới tấp luôn đúng không? Nhưng mà lúc đó kiểu quen chơi thôi đó chú. Còn con á, khi mà
tự nhiên hẹn người ta ra, người ta đứng uống nước xong rồi tự nhiên bỏ đi về, có quê không? Dạ không. Ủa sao vậy? Tại vì con kiểu lúc đó con chưa có coi người đó là gì hết á. Kiểu như người ta muốn gặp để biết mặt nhau thì mình ra ra cho nhìn mặt cái thì thôi. Tại con cũng đang đi với bạn của con thì con kêu vậy thôi, đi vô với bạn nha. Cái ông đi, nhưng mà về sau đó thì quen cũng không phải là vì yêu đâu chú. Kiểu lúc đó con nhận nuôi mèo á, con cứ hay nhặt mèo về nuôi á, rồi tụi nó ốm thì con rất là cần người để chở con đi chích ngừa rồi chích thuốc đồ này kia. Sao con mê mèo dữ vậy? Những cái con mèo, ví dụ người của mình có khả năng mình lao động, mình kiếm sống, mình lo cho mình, chứ nó không có cái khả năng để nó lo cho nó. Rồi con thương, con có nuôi vậy đó. Con chỉ mang mèo cơ nhỡ về thôi. Lụm không? Mèo lụm không? Mèo. Hiểu rồi. Con không có mang mua mèo đẹp. Hiểu rồi. Lợi dụng hắn. Tụi con không xác định lâu dài với nhau là trong bao nhiêu lâu? Dạ 4 năm. 4 năm chỉ có bâng quơ chở mèo, ủa chở mèo đi khám bệnh thôi đúng không? Là giữ mối quan hệ là 4 năm. Dạ đúng rồi. Cái năm nào á là ảnh về nuôi heo cho gia đình con là sau là đó là năm thứ tư đó, đó con. Sang năm thứ năm á. Sang năm thứ năm là đi về nuôi heo. Dạ. Mà lúc đó con nói chơi thôi, tại vì ông này có một thời gian là ông đi về Bắc, ông đang tán con nhưng mà ông tự nhiên có một thời gian cắt đứt liên lạc luôn. Thì lòi ra là lúc đó là ông tán không phải một mình con, ông tán rất nhiều người khác, ông tán rất nhiều người khác. Đó, thì có một trong số đó là nói là có bầu gì á. Cái ông sợ, cái ông đi về quê, ông trốn chú. Dạ, lúc đó là cũng trai trẻ trâu mẹ sợ mà. Cái ông cắt đứt liên lạc với con luôn, đến khi lòi ra là anh bé nó không có bầu. Cái mới đi vô lại. Thì mất lúc đó con quay trở lại. Con mới nghĩ trong đầu là con không bao giờ mà quen người như vậy hết á, kiểu không thấy người ta có trách nhiệm á. Nên là về sau ông tán dai quá thì con mới kêu là không mấy khi nào về nuôi heo cho mẹ em đi thì em mới quen. Ai dễ mua thiệt. Dạ. Nhưng mà con nuôi heo mà có được trả tiền lương không? Trời ơi sao mà em chị hay quá vậy? Cô đang tính hỏi đó. Con có được trả lương không? Dạ có. Mà lương cao không? Hồi đó chắc cũng cao. Cao mới làm đó. Vậy là một công đôi chuyện. Ủa? Vừa được trả lương mà lại vừa coi như là cướp được con gái của nhà cô chủ luôn. Ủa nhưng mà là con là ở trong cái nhà nuôi heo đúng không? Đúng rồi. Rồi vậy là thường xuyên gặp nhau. Dạ. Rồi có phát sinh tình cảm luôn chưa? Thì đó, khi mà về nuôi heo cho mẹ con thì con mới phát sinh tình cảm. Kiểu con thấy heo nè. Dạ đúng rồi. Ảnh cho heo ăn nè, rồi thấy ảnh coi như là bồng heo này nọ đồ. Là làm hết tất cả các công việc luôn á. Và mẹ con cũng rất là ưng nữa. Lúc đó tụi con chính thức yêu nhau. Dạ đúng và rồi. Yêu mấy năm thì làm đám cưới? 2 năm. Trong khoảng thời gian mà anh ấy nuôi heo mà tụi con phát sinh tình cảm, mẹ có biết cái điều đó không? Dạ biết chứ, tại vì trước khi mà anh về nuôi heo cho nhà con là con nói mẹ rồi. Lúc đó mẹ con nói con đăng lên Facebook tìm người làm thử, thì con mới kêu thôi đừng kiếm nữa. Bạn con tới làm, cái mẹ con mới hỏi là bạn gì. Cái con kêu là người yêu con. Là lần đầu là ông tới là mẹ con ưng luôn rồi. Trong quá trình mà 4 năm mà chở đi chữa mèo á. Dạ. Thì tụi con có cái kỷ niệm nào dễ thương đáng nhớ không? 4 năm đó thì chắc không đâu. Trong 2 năm mà nuôi heo thì có kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Rất nhiều luôn á cô. Ví dụ một cái kỷ niệm nào đáng yêu nhất? 2 năm đó thì là cái khoảng thời gian mà con đi học nghề. Là chỉ có mình ảnh ở nhà làm cho mẹ thôi và nuôi mười mấy con mèo cho con nữa. Là chăm lo hết cho tụi nó luôn. Vừa nuôi mèo vừa nuôi heo luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nuôi mèo cho con có được trả lương không? Dạ không. Ông bị xoang nữa cho nên là cái việc nuôi mèo đó nó cũng ảnh hưởng sức khỏe nhiều quá chú. Sau 2 năm đó là đi mổ xoang luôn á. Trời ơi, tức là sau khi 2 năm thì cái nghề xăm của con phát triển. Lúc này con có tiệm chưa hay là sao? Dạ chưa, lúc đó con vẫn còn đang đi làm dạo. Ủa? Đi làm dạo mà biết là phát triển. Không. Đi xăm dạo á. Bé này đáng yêu quá. Không đáng yêu là làm. Nó đi xăm dạo mà nó phán đoán được là cái ngành của nó phát triển hơn là nuôi heo cho má. Thật ra là nghe đi làm dạo nó hơi ấy, nhưng mà lúc đó con đi làm dạo giá 8 triệu rồi. Đó thì bắt đầu ở em cái từ xăm dạo thì mình nghe cái từ nó vui thôi. Chứ dạ. Làm dạo nó kiếm tiền đàng hoàng mà. Đó là quê con ở dưới Đồng Nai thì con lên đây là con chưa có cơ sở. Nên là con đi làm tận nhà của người ta á. Có khi nào mà vừa chở mèo mà vừa chở bạn gái đi xăm dạo không? Dạ có. Có. Chở mèo đi chữa bệnh xong rồi cái đi xăm dạo, cái để quên con mèo ở lại tiệm luôn. Dễ thương á. Vậy là mình không nói đi xăm dạo mà mình nói là xăm tại gia. Có nghĩa là nghe nó sang xăm, hơn. Nghe nó sang hơn. Dạ. Nhận xăm tại gia khắp vùng miền đất nước. Đúng luôn, con đi xuống đây luôn. Con đi tới Long Xuyên, An Giang. Đi xe máy. Hai vợ chồng đi xe máy. Dạ. Con đi xuống tới đó. Ấy rồi cái khoảng thời gian đó thì ai chăm mèo cho con? Tụi con cứ đi đi về về mà chủ đâu có ở cố định đâu. Cứ ở đâu có khách là tụi con đi thôi. Ủa có khi nào mà xăm ra tới miền Trung với miền Bắc không? Dạ có. Có miền Bắc đang ra Hà Nội luôn. Tới bây giờ các con vẫn xăm tại gia nếu như có khách yêu cầu đúng không? Dạ không, tại vì bây giờ con có bé rồi á.
với lại có tiệm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Là ai thích thì đến tiệm thôi. Không, con vẫn thích đi làm dạo nha. Làm dạo vui rồi đúng không? Dạ đúng rồi, rất là vui luôn á. Có khi nào mà con đi xăm mà ở xa quá cái tiền xăng nó lấn qua luôn tiền? Dạ có chứ, thời gian đầu là nó luôn như vậy luôn á chú. Thời gian đầu khi con mới ra nghề là con đi làm có 500 ngàn một cái môi thôi, là tiền xăng rồi tiền ăn uống là nó trừ hết luôn á. Dạ đúng rồi. Do đam mê. Dạ. Cái thứ hai nữa là cái tay nghề, nâng cao tay nghề đúng không? Dạ hồi đó con là con chỉ muốn được làm thôi. Khi con ra tiệm rồi thì phải nói rằng là cảm ơn những cái thời gian mà chúng ta đi xăm dạo. Dạ đúng luôn, cho nên là tất cả những khách hàng của con thời điểm mà con làm trước đó cho đến bây giờ, chỉ cần người ta nói với con là đổi màu thì con vẫn làm. Dù giá mua của con bây giờ lên 25 triệu thì con vẫn không lấy tiền. Ồ, vậy hả? Dạ, tại vì không có họ thì không có con bây giờ. À, có nghĩa là con vẫn bảo hành cái môi đó cho tới bây giờ luôn. Dạ, không hẳn gọi là bảo hành nữa. Một phần nữa là con thích giữ gìn cái tác phẩm của con và cái chị đó cũng thích con nữa. Có khi nào mà xăm nhiều xô, xăm chạy xô mà mất thời gian mà mất ngủ luôn không? Dạ có, lúc nào cũng mà, vậy. Ví dụ như mất ngủ thì mình sẽ không có tập trung được rồi xăm, rồi nhiều khi nó xăm lệch lạc, có bao giờ bị xăm hư không? Dạ có chứ, hồi xưa hồi lúc mới ra nghề hư không chú? Bị xăm màu của ai đó. Trời, hư nên là sao? Chỉ cần cái người đó nói là môi gì bị xăm màu là tới làm lại, không lấy đó, tiền. Nên là con mới biết ơn những người đó, tại vì thời gian đó con làm không có đẹp. Có những người con phải làm, con vừa làm con vừa sửa tới 4 lần cơ. Nhưng mà người ta vẫn cho con cơ hội để con được làm. Xăm đau. Dạ đau chứ, hồi đầu mới học ra cái kỹ thuật của mình nó chưa tốt á, là người ta rất là đau luôn á. Mà phải sửa 3-4 lần luôn. Con có thử được chồng biết hả? Rồi. Bắt sửa. Chồng làm vật thí nghiệm hả hay dạ. Sao? Dạ. Cái chân xăm mày môi ổng... luôn, hay là xăm chân mày? Xăm môi ạ. Cái chân mày ổng lợt quá, bữa nào đẹp ra xăm chân mày ổng đi. Sợ. Như vậy là tụi con bắt đầu yêu nhau từ cái lúc mà bạn này về nuôi heo. Nuôi heo. Rồi đi chợ đi xăm dạo. Dạ. Sau đó là mấy năm thì làm đám cưới. Đi xăm dạo chắc khoảng 1 năm, nhưng mà lúc đó con cũng chưa tính chuyện cưới đâu. Con nói thẳng là con chỉ muốn quen thôi, con không muốn cưới, tại vì xung quanh con những cái cuộc hôn nhân của bạn bè của người thân thì nó không có được hạnh phúc, vì con sợ là cưới xong thì cái tình cảm nó sẽ khác đi á. Vậy thì cái lần đầu tiên mà tỏ tình á là tỏ tình trên cái đường đi chở bạn gái đi xăm dạo hay là cầu hôn ở nhà? Trên đường á chú. Trên đường luôn. Trên đường chở bạn gái đi xăm dạo. Dạ. Nó mưa tầm tã luôn. Cầu hôn luôn. Dạ con nói đại thôi, mình cưới. Nói sao? Mặc là đang đi trên đường hay sao? Mình cưới nhau thôi. Ông chị kêu chứ cưới. Chứ không có lãng mạn không có. Dạ không có gì hết, ông này không lãng mạn gì đâu. Anh không biết lãng mạn. Rồi đồng ý luôn hả? Dạ đúng rồi, đồng ý nhưng vội chứ. Con quyết định cưới là khi mà về nhà của ảnh á, xong rồi thấy ba đang ngồi cắm hoa cho má, mà má mất từ hồi mà chồng con 3 tuổi rồi. Vậy hả? Ba thương quá vậy? Dạ. Bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Ba con giờ 62 ạ. Mà bây giờ ông đang ở đâu? Đang dưới Đồng Nai luôn. Ông ở dưới Đồng Nai ở với tụi con luôn hả? Dạ không, ba ở với anh lớn. Con nhìn thấy hình ảnh đó thì con nghĩ rằng là chắc chắn Cường sẽ giống ba. Dạ, từ ba nè, anh là chị là họ hàng xung quanh. Nói chung khi mà con tìm chồng á thì con không chỉ tìm chồng cho con mà tìm con trai cho ba mẹ con. Tìm bố cho con của con nữa, cho lũ mèo nữa. Nên là con quan sát rất là nhiều khía cạnh. Và cái cuối cùng để con quyết định con cưới là khi mà thấy ba 60 mấy tuổi rồi mà ba vẫn lo mộ của mẹ. Con mua hoa về tự cắm nha cô, chứ không phải là mua bình sẵn đâu. Mẹ không phải một bình nha, rất nhiều bình. Tụi con cưới nhau được mấy năm rồi ta? 4 năm. 4 năm, mấy bé? Con có một bé trai. Trời ơi, như vậy là 10 mấy năm. 4 năm là chở mèo đi chích bè, đúng không? Nuôi heo. 2 năm là nuôi heo, là 6 năm. Bây giờ cưới nhau được 4 năm rồi. Dạ, là khoảng 10 năm. 10 năm. 10 năm đó em. Trời ơi, kinh hoàng. Khi mà các con cưới, làm đám cưới xong á, cuộc sống nó có thay đổi không? Nó thay đổi theo hướng hạnh phúc hơn, vui hơn. Và con cảm thấy hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn. Hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn. Cưới xong là ra tiệm chưa? Hay là học nâng cao tay nghề? Hình như là con lấy tiền cưới con đi vay, con phải vay thêm nữa thì con mới đủ tiền đi học cái khóa đó. Xong rồi đến khi mà tụi con có cái lượng khách nó ở trên Sài Gòn nó ổn định rồi và cái việc đào tạo của con cũng được nhiều người biết đến rồi thì con mới mở chi nhánh ở trên đây. Là con chuyển lên đây hẳn. Bây giờ như vậy là kinh tế là ổn định rồi đúng không con? Thì bạn này là bán đồ để phun xăm rồi. Là mở ra một cái công việc, một cái ngành nữa là bán phun xăm, là tụi con cái đầu tụi con hơi ghê đó nha, rất là đầu tư đó. Bây giờ lấy nhau giờ... qua cái phần qua kia cái đi, phần kia đi. Những cái tật xấu của nhau nè, ai khui trước đây? Chắc để con nói trước. Chồng con thì không có tật xấu gì hết luôn á, không có một cái tật xấu gì hết. Họ không? Dạ thì có gọn gàng không? Gọn gàng cực kỳ luôn. Chồng con là dọn dẹp trong nhà hết luôn. Có thích game luôn không? Dạ không luôn. Không thích game luôn. Không thương có bị vợ rửa cực luôn. Kỳ luôn đúng không? Dạ. Chồng con từ hồi con sanh bé đến giờ con chưa bao giờ phải rửa ráy tắm rửa cho con luôn. Rồi vậy là có nhiều tật xấu dồn vô vợ hết rồi.
Rồi có Hà, bây giờ nè, có Hà Tiện không? Có Hà Tiện không? Chồng con là con muốn gì cũng được, chỉ cần con vui thôi là được. Nhưng mà ảnh có Hà Tiện đối với ảnh không? Dạ có. Đó. Tại vì có những người ngộ lắm, không có tiếc gì vợ con hết, nhưng mà với mình á thì là muốn cái gì cũng phải suy nghĩ đắn đo. Dạ, đó là chồng con. Ông không có Hà Tiện với con, với người xung quanh, với gia đình. Chỉ có mỗi mình bản thân là Hà Tiện thôi. Hà Tiện với bản thân thôi. Không, nhưng mà cái đó tốt cho con mà. Con rất là may mắn đó nghe. Số 1. Con được nhiều người biết đến là nhờ ổng ấy. Là từ cái lúc mà con mang bầu rồi con đi săn là ổng khóc sướt mướt luôn. Ủa sao vậy? Bị chụp xúc động. Biết tin con có bầu cái là khóc từ bệnh viện về nhà luôn. Chưa săn vô thuốc kích đẻ thôi là ổng đã khóc rồi. Kiểu y tá cũng bối rối không biết tại sao nó khóc. Con được chứng kiến là con sinh á. Trời, còn sợ lắm, thương lắm luôn. Thường người ta nói á, chồng mà thương vợ quá đó, thì trong cái thời gian vợ mang bầu á, là đôi khi cái người chồng gánh luôn cái chuyện gọi là nghén á. Dạ đúng rồi, chồng con nghén 9 tháng 10 ngày. Họ nói liên tục. Ngày nào cũng ói hết, ói rất nhiều luôn. Là có đó nó chị ói, một. Nó ói 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà lúc đó con có biết là vì là con nghén dùm vợ con, hay là con sợ là con bị một cái bệnh nan y gì đâu. Ôi, con đi khám thì đợt bác sĩ khám bầu cho vợ con á, bác sĩ kêu chắc nghén thay vợ rồi. Là ăn vô lỗi hả? Nó ói 9 tháng 10 ngày chị hỏi. Cái đó mà nếu mà mình không biết là mình nhắn giùm á là mình sẽ sợ mình bị cái bệnh nan y gì. Đúng. Con một ngày con ói mấy bận. Ói gì 4-5 lần à. Thì cứ ăn vào. Ăn vào là ói đúng không? Con kể cái khoảnh khắc mà vợ con sanh mà con chứng kiến đi. Lúc đó con thấy làm sao? Trời, con nước mắt chảy quá trời, kêu cảm ơn em. Con cứ vậy đó hả? Rồi lúc con bồng cái đứa con của con lần đầu tiên thì sao? Con rung. Con có khóc không? Có. Chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi. Bây giờ phải hỏi tới chồng. Chồng nói cái tật xấu của vợ cho cô nghe coi. Vợ con thì kiểu là lo làm quá. Ngày nào cũng tới 4-5 giờ sáng ngủ. Đúng vậy? Dạ. Có nghĩa là theo con đó là cái tật xấu tham công tiếc việc quá đúng không? Ủa nhưng mà làm cái công việc phun xăm mà sao con lại thức tới 4-5 giờ sáng, con làm gì? Tại vì con đào tạo nữa mà học viên ở nước ngoài nó trái múi giờ. Cả online cả trực tiếp luôn. Đâu, học viên thì tối là con phải chấm bài nữa. Rồi sao nữa? Dạ, với vợ con là kiểu là hay mua sắm thả ga. À, sắm online phải không? Bệnh mà bệnh kinh niên của tất cả các bà vợ. Mua sắm online đó phải không? Mà có khi nào mà mua xong rồi về nhiều khi để đó thôi mà cũng không sạch. Dạ có nhiều. Như kiểu mấy bé nhân viên còn dưới kìa, nó nhận hàng là nó hết hồn, là ngày nào cũng 5-6 đơn rồi có khi 7-8 đơn à. Ghiền rồi. Ghiền rồi. Mua vậy thôi. Không phải đâu, con là một người kiểu làm được thì phải hưởng thụ được. Chứ mình làm mà mình để dành cho ai? Không. Nhiều khi con biết không, nhiều khi nó bị phí là do là con mua rồi mà con quên con mua nữa. Có không? Con dạ có. Trắng luôn. Là mua lộn. Thôi nhưng mà đó là cũng là cái tật xấu đó. Nhưng mà con xài tiền chồng con, chứ tiền con thì con để dành. Đó, thấy chưa, thấy ghê không? Vậy là tật xấu rồi đó. Rồi sao, còn cái gì nữa không? Hơi nóng tính rồi. Dạ, vậy hết rồi. Hết rồi. Dạ. Thế con mong muốn vợ con thay đổi gì? Chăm lo tới sức khỏe nhiều hơn. Lo sức khỏe cho bản thân mình nhiều. Thường đó. Nhiều khi tham công tiếc việc quá đó con. Mệt lắm đó. Tại năm nay con còn nhỏ mà. Ông chồng hoàn hảo này nè, là ông không có tật xấu. Nhưng mà nếu như để cho con á có một điều mong muốn ở chồng á, thì con cần nói với chồng cái điều gì? Con cũng chỉ mong chồng con để ý sức khỏe thôi. Tại vì ông nói con vậy chứ ông cũng ngồi làm hàng đến 2-3 giờ. Thế hai đứa này giống như là trời sinh ra để dành cho nhau em ơi. Không còn gì để nói nữa. Chương trình chỉ mong muốn là tụi con cứ hạnh phúc mãi như thế. Rồi. Tụi con hoàn hảo mãi như thế nghe chưa? Dạ. Chúc mừng hai bạn đã tìm được một nửa của nhau là hoàn hảo đó. Và rất hợp nhau. Xin cảm ơn. Thấy cô dâu bước ra thì chắc chắn là sẽ có ngờ. Nhân vật này là chúng ta đã gặp ở đâu đó rồi. Dạ. Thì bây giờ mời em giới thiệu về mình. Trước tiên thì em xin chào anh Quốc Thuận ạ. Con xin chào cô Hồng Vân. Con tên là Phạm Ngân Thảo. Mọi người hay thương yêu gọi con cái tên là Thánh Súng Ngân Thảo. Hiện tại công việc của con là đang bán hàng online. Bạn này rất là duyên dáng hài hước quý vị. Chắc bây giờ chắc quý vị mới nhận ra bạn này là ai. Đó. Đúng không? Rồi giờ mời con. Dạ con xin chào cô Hồng Vân. Chào chú Quốc Thuận và khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Lê Hoài Đức. Năm nay con 31 tuổi. Công việc con là buôn bán chung với vợ con. Vậy đó hả? Hai vợ chồng buôn bán online. Cũng lớn hơn vợ bộn ạ. Lớn hơn 8 tuổi. Tuổi á. Hình như là Ngân Thảo là ở quê mà đúng không? Dạ đúng rồi. Con ở đâu? Dạ con ở Đồng Tháp. Con cũng ở Đồng Tháp luôn hả? Con ở An Giang.
Ủa nhưng mà là hiện tại là con ở bên chồng hay là ở dạ, bên vợ? Hiện tại thì hai đứa con là nhà ai nấy ở. Tại vì gia đình ảnh thì ảnh là con một, cho nên ảnh cũng phải lo cho ba mẹ. Còn con thì con phải lo cho nội với mẹ của con. Cho nên là nhà ảnh ở nhà con ở. Trời, cô Lan chút nữ vậy đó hả? Dạ. Tụi con quen nhau sao thấy hồi hộp á? Tò mò chứ không phải hồi hộp. Hai con quen nhau á là cũng xuất phát là do con trước. Tại vì lúc trước con còn làm bảo vệ ở cơ quan á. Cái con đang ngồi chật mà con cũng lướt Facebook nữa, cái con mới thấy cái gợi ý kết bạn ở trên Facebook á. Con mới vô, con mới xem avatar của vợ con mới vô con coi hình. Rồi con thấy thích quá rồi cái con mới gửi kết bạn. Kết liền luôn. Thấy chưa? Cũng đã giống một cái phần dạ. Là quen trên Facebook đó. Gửi kết bạn mà vợ con đâu có chịu đâu, đâu có chấp nhận đâu. Đâu mấy tuần sau gì đó cái vợ con đăng cái bài về mấy con mèo đó, đăng hình chụp chung với mấy con mèo đó, rồi con cũng vô comment trúng ý chỉ giờ. Rồi hai đứa mới nói chuyện tới cái con mới vô Messenger á. Con nhắn tin riêng, nói thèm mời qua anh đây nhắn tin riêng đi. Cái con mới xin Zalo rồi nhắn tin rồi cái con mới cô luôn. Vậy á hả? Dạ. Mà cách đây lâu mau rồi. Mấy dạ, năm 2018. Dạ, hơn mới 3 đây năm. 3-4 năm hả? Dạ đúng dạ. Rồi. Ủa nhưng mà là con vì sao mà con lại kết cổ vậy? Tại vì là lúc đó là ảnh vô anh coi hình con là ảnh thấy bự con cho nên ảnh kết. À thích đô con đúng không? Dạ đúng rồi, cái gu ổn là gu đô con. Ủa con nhưng mà coi hình sao biết đô con? Tại vì lúc đó là con bán quần áo con livestream mà cho nên nhìn thì sẽ thấy là to con đô vậy đó. Rồi kết là đúng không? Mà ảnh comment cái gì lúc con bế mèo đó. Dạ. Sao mà trúng ý con mà con chấp nhận trả lời vậy? Dạ tại vì con thì con thương mèo. Đó, nhưng mà thì con cũng nói chuyện qua lại thôi chứ cũng không có nghĩ gì, xong rồi cũng nói chuyện gọi nói chuyện thấy mình thấy vui. Với lại thấy anh này anh nói chuyện kiểu như cái người ảnh lớn tuổi con á, cho nên ảnh nói chuyện điềm tĩnh rồi chững chạc rồi mình cũng thích. Nhưng mà nói nghe nè, ở ngoài đời cổ có lanh không? Lanh như lúc mà cổ livestream bán hàng được không? Dạ ở ngoài thì cũng cũng nói chuyện vui vẻ nhưng mà không có bằng ở trên livestream. Tại trên livestream là cái công việc buôn bán thì mình phải nói chuyện nhanh nhẹn như vậy rồi. Ở ngoài thì vợ con cũng vui vẻ nói chuyện cũng bình thường vậy đó. Rồi kể từ lúc mà các con uống cà phê đó, lần đầu tiên gặp nhau đến bao lâu thì các con mới chính thức gọi là quen nhau? Dạ thì gặp xong lần đó là về là quen luôn. Dạ tại vì kiểu như ưng rồi, ông này cũng ưng, con cũng ưng nữa. Mới gặp là ưng liền luôn vậy. Dạ, tại vì trước đó là nói chuyện một tháng mấy hơn rồi mới đi ra ngoài gặp mà. Rồi vậy tới lúc nào con mới phát hiện cái mặt ảnh tròn? Chắc là hung đó. Hung đó, cái mặt nó sát nhau mới thấy cái mặt. Dạ tròn. Đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Thì cái lúc đó là ảnh hẹn đi ra ngoài sau đích của một cái siêu thị á. Thì nó có mấy cái băng đá ngoài sau, chỗ đó thì vắng. Thì ảnh mới xin là cho ảnh hung một cái. Thì ảnh con mới nói dạ. Nhưng mà lúc đó xin là xin hung má thôi. Xong cái ảnh mới câu cổ ảnh hung. Ảnh hung con xong rồi là cái miệng ảnh cứng đơ hết trơn luôn. Là kiểu như đánh một cạp mà là không có nói chuyện được luôn. Tai biến luôn. Nhìn tiếu lắm ha. Trời ơi, đánh buộc cạp môi. Rồi lúc đó con mới phát hiện ra mặt ảnh tròn. Dạ lúc đó là con mới biết là cái mặt tròn do luôn á. Rồi nó có cưng không? Nhìn có cưng không hay là tự nhiên con suy nghĩ cái gì trong đầu con? Con thấy đó? Lạ tại vì trước giờ con chưa gặp ai cái mặt tròn gì hết á. Chị mắc mới gì? Rung dữ vậy. Dạ tại vì con là lâu quá. Năm 2016 nhớ hình như năm 2016 á. 2016 rồi con cũng có chia tay một bạn người yêu. Rồi đến 2018 á là cũng trải qua 2 năm mấy rồi con mới quen lại vợ con. Như hiểu như khớp. Là lâu rồi mới hung lại đó, cảm giác mà đầu tiên. Vậy hả? Dạ. Coi như lần đầu rồi. Luôn ha. Dạ. Còn con có rung không? Dạ không, con lúc đó con cũng rung thôi mà con quay con gặp ảnh là cứng cái miệng vậy đó. Rồi đánh cặp. Đánh buộc cặp. Cái con mới cười lên rồi ảnh mới quê quá. Nhưng mà dễ thương ha. Dạ. Cười lớn tiếng hay cười mỉm? Con cười lớn tiếng luôn tại con quá mắc cười rồi. Cười sao đâu. Thì con cười. Nhìn ảnh thì cười. Chà lúc đó cười chắc con chắc cũng vui lắm ha. Mẹ ơi. Quê. Thì bảo vui đó thì phải hỏi vui đó. Tại vui. Vì mình đàn ông trai mà mình bị gái cười mình vì mình quê. Cười mà cười đập vào trong mặt luôn á. Dạ. Sao có quê rồi làm đó. Thêm cái nữa không? Dạ không. Còn cái chuyến đi đầu tiên của hai đứa là khi nào?
Dạ thì quen cũng thì hơn rồi, con nhớ là hơn 6 tháng á, thì hai đứa mới đi Vũng Tàu để mà chơi. Có ai đi cùng không? Dạ không, đi hai đứa à. Là lúc đó ảnh chở con bằng xe máy đi từ dưới Đồng Tháp chạy ra Vũng Tàu luôn. Thì có kỷ niệm rất là vui là đi ra ngoài á, là vừa ra tới ngoài là bắt đầu bão. Là bão, bão xong rồi tầm tã nguyên một ngày. Xong rồi tới sáng hôm sau tụi con về là bão từ Vũng Tàu về tới Đồng Tháp luôn. Là hai đứa là chạy xe về mà tưởng nó là chết luôn rồi đó. Tại vì nó quá lạnh, quá lạnh luôn mà dầm mưa về. Tại vì không dầm mưa về thì nó sẽ bị tối. Là hai đứa sợ. Rồi con thì coi Google ngoài sau cho ảnh chạy ngoài trước. Rồi con coi, con cứ bị lạc đường hoài à. Cứ quẹo vô đồng, vô xanh, vô lầy không. Là từ 7 giờ sáng ngoài Vũng Tàu hai đứa chạy về tới 9 giờ tối mới về tới Đồng Tháp. Trời đất ơi, mà mưa suốt dọc đường dạ luôn. Dạ đúng rồi, mưa suốt dạ, luôn. Mưa suốt luôn. Kỳ đó về có bị bệnh không? Để tao hỏi, tao tức quá. Có bệnh không? Dạ, dạ không, không bệnh. Em có thấy không? Cái mãnh liệt của tình yêu nó khủng khiếp vậy. Chị với em dầm mưa chừng tiếng đồng bệnh luôn, hồ. Bệnh luôn. Là lật ngang liền. Là ghi ra đó vô thẳng bệnh viện luôn á. Chín tiếng đồng hồ nào? Ngoài mưa mà xình lầy. Chúng không bệnh, em tôi thấy ghê chưa? Tôi không có đi tới, tôi đi tới Dầu Dây là tôi bệnh rồi. Mà con thấy đây là người đàn ông đáng tin đúng không? Dạ đúng rồi, thì sau lần đó mình mới bắt đầu mình tin tưởng nhiều. Chứ điểm đó thí dụ giả tỷ, ổng qua ổng khều khều thì sao? Cái con cũng không biết nữa. Nhiều sóng gió bão tố gì không? Dạ có, nhiều lắm. Chia tay là lên bờ xuống ruộng luôn. Tại vì kiểu con còn nhỏ á, cái con cũng nóng tính. Còn anh này thì anh lớn rồi, ảnh điềm đạm, ảnh chín chắn. Rồi có nhiều cái đâu có hợp đâu, giống như bị khắc khẩu vậy đó, nói chuyện xíu là gây lộn mà. Đó, rồi cãi lộn có một lần á, là cãi lộn xong cái con mới nói ảnh là bây giờ em uống thuốc em tự dẫn luôn. Cái con mới con điện cho ảnh, con nói bây giờ em uống 4-5 liều thuốc rồi, bây giờ em gần chết rồi, em mệt lắm rồi. Cái ảnh mới từ trên Tân Châu, lúc đó là 2 giờ sáng, ảnh mới chạy xuống nhà con luôn. Ảnh chạy xuống nhà con cái ảnh nói bây giờ là phải đi bệnh viện liền để xúc ruột ra, không thôi là chết. Cái con mới nói là thôi anh ơi đừng có đi bệnh viện, tại vì thật sự là con không có uống. Wow. Lúc đó phản ứng còn sao không? Uống mấy lần, cô uống mấy lần, còn mấy lần bỏ trong túi á. Không, thật sự là em không uống. Tôi giờ mới biết luôn đó. Trời ơi thiệt không? Thiệt. Tôi giờ mới biết luôn. Ủa là sao? Là coi như là cứ mỗi lần giận lên là bà nói là bà uống thuốc tự tử. Dạ cái lần đó. Con kể đi. Cái lần đó là hai đứa con nói chuyện đầu hôm cũng còn thuận vui vẻ lắm, nói hồi cái sao mà cãi nhau. Cãi nhau cái tới 1-2 giờ sáng gì đó. Cái vợ con mới nói em uống thuốc rồi, em uống mấy lần cũng không biết, giờ em quá mệt rồi, em muốn xỉu. Giờ con lúc đó là con lấy xe con chạy, là chiếc xe con chạy là hết tốc độ. Nếu mà con mà cán chó con mèo thì chắc cũng bây giờ không còn ở đây. Cái con mới chạy xuống là vợ con mới khóc. Khóc đi bộ ra, từ nhà đi bộ ra khóc mà tay thì lòn vô túi vậy nè. Cầm hai bên hai nắm thuốc, con cũng không biết thuốc gì. Hỏi nãy giờ em uống chưa? Em uống rồi, em uống mấy lần em cũng không biết nữa. Trời ơi. Tới bây giờ bà nói là không để uống. Thật sự là con không uống mà cứ 1-2 đòi chở con đi vô bệnh viện xúc ruột. Ủa nhưng mà con không phát hiện luôn hả? Dạ không, tại vì lúc đó tại vì nếu mà đã uống là phải chắc chắn là phải đi bệnh viện đó. Dạ nhưng mà lúc đó con thấy vợ con mệt lắm. Mệt lắm mà chắc chỉ nói chị không sao mà. Diễn mệt đó. Diễn mệt được. Dư lạ cái lúc đó đó là khuya rồi cho nên là cũng buồn ngủ, cũng thấy mệt thiệt. Lúc đó là vợ con lai xong là mệt lắm rồi. Mà thức tới giờ đó nữa thì mệt. Buồn tại ngủ. Vì đi vô bệnh viện là người ta sẽ biết mình không uống. Người ta con nói thôi dạ thôi đi. Con mới nói là thôi anh ơi đừng đi vô chỗ em mất cỡ lắm. Chết vì tình yêu là mất cỡ lắm, em không chịu đâu. Vậy là nó tin đó. Dạ cuối cùng không có đi. Ổng cũng thiệt thà thiệt á. Mà hồi lúc trước con quen á thì quen với người trước thì chia tay người ta năn nỉ. Còn ông này cứ chia tay cứ không chịu luôn à. Thế xong rồi cái xong rồi con mới ủa kỳ vậy ta. Sao ông thì kỳ vậy. Cái con kêu là đừng nhắn tin nữa, cái cũng không nhắn tin luôn. 1-2 ngày sau cũng không nhắn tin. Xong rồi bắt đầu cái con mới kiếm chuyện. Con kiếm chuyện con lên chảnh. Cũng như con đòi đồ này kia đồ đó. Con nói thôi giờ trả cái món đó cho em đi, đặng cho gặp mặt lại. Cho ông này ông năn nỉ mình quay lại chứ giờ mình xuống nước xuống thì kỳ quá. Cái có cái đợt đó con đòi ảnh cái nón bảo hiểm. Tại vì lúc mà đi Vũng Tàu gì thì ảnh giữ cái nón bảo hiểm của con. Xong rồi con đòi cái nón bảo hiểm. Cái con thấy anh trả lời, cái con nói rồi chắc là ông kêu mình lên đặng trả đây nè. Cái ông nói là
Ông trả lời ông nói là cái nón đó em lấy rồi mà anh đâu có giữ đâu, mà em nói anh giữ. Là cuối cùng không còn lý do gì để đi lên trển nữa. Tụi con quen nhau được bao nhiêu lâu thì bắt đầu con có hiện tượng là cái răng của con nó bắt đầu có vấn đề? Dạ, mình có vấn đề. Dạ, thì hai đứa quen nhau hơn một năm là bắt đầu răng con nó bắt đầu có vấn đề. Thì trước cái lúc mà phát hiện ra là răng có vấn đề á, thì con đã đăng ký thi thách thức danh hài rồi. Con đăng ký thi là anh này cũng không có biết luôn, tại vì con nghĩ là con đăng ký cho vui thôi chứ không có đi đâu đó. Xong rồi đi casting chương trình là cũng chưa bị súng răng luôn. Xong rồi đi casting về rồi một tháng sau là con mới phải nhập viện để mổ lấy nang răng ra. Là phải bỏ 9 cái răng luôn đó. Rồi thì sau khi mà mổ cái nang răng ra được khoảng một tuần sau thì chương trình mới gọi báo là con đậu casting rồi, để mà bây giờ kêu lên đặng diễn, đặng mà tập, đặng mà chuẩn bị thi. Thì lúc đó chương trình gọi cho con là con nhớ tổng cộng là 6 lần, nhưng mà 5 lần đầu con đều từ chối hết. Tại vì lúc đó con ngại á, cái răng nó xấu lắm, mà nói chung là mình ngại để mình thi. Nhưng mà tới lần cuối cùng thì anh này anh mới động viên con, là anh nói là thôi em đi đi, biết đâu á là cái răng mình nó là cái duyên để mình đạt giải thì sao. Đó rồi. Con người này là có tầm gọi là nhìn xa trông rộng. Chương trình đó chương trình hài mà. Dạ đó. Rồi cuối cùng thì ảnh cũng là người chở con đi thi luôn. Là chồng khen đẹp đúng không? Dạ đúng. Nhưng đấy, cái lúc mà đang răng đầy đủ như vậy tự nhiên giờ mất tiêu 9 cái đúng không? Dạ. Thì lúc đó con thấy sao? Mình thấy dễ thương, mình thấy mắc cười á. Vậy á hả? Dạ, mình thấy thiếu con dọc hoài à. Không có thấy ảnh hưởng gì tới nhan sắc của dạ, vợ không, mình đúng không? Dạ không. Mà vẫn thương, vẫn cưng con, vậy. Con nói bây giờ em muốn làm răng thì em làm, em muốn để vẫn được. Trời ơi, được không? Nhưng mà bây giờ chú hỏi con nè, cái lúc mà bác sĩ bảo là phải nhổ hết 8-9 cái đi vậy, thì lúc đó cái tâm trạng con như thế nào? Dạ lúc đó là con buồn lắm. Tại vì thứ nhất là gia đình con thì đơn chiếc, mà phải mổ như vậy thì con phải nhập viện mổ. Thì lúc đó con cũng không có muốn làm nữa. Xong rồi cái anh này mới động viên nó là thôi làm đi, để nó hư, nó bị viêm hàm nướu rồi tùm lum hết. Rồi anh lo cho em, lo lắng cho em thì nhờ mọi người coi tiếp, chừng khoảng 1 tuần là về rồi. Mỗi lần mở ra thì cái phản ứng của anh sao? Mỗi lần mở ra cái anh cười, anh nói trời dễ thương quá, giống nít quá. Nhưng mà mỗi lần anh nói vậy á, con cảm thấy vui hay là con cảm thấy tự ti? Con cũng cảm thấy cái gì đó nó có trong lòng nó cũng là tại ảnh á mà con mới tự tin đi thi. Tại vì ảnh khen hoài, cái con nghĩ là nó là thiệt không à. Ảnh mà, nó mà đó là thiệt đúng không con? Dạ chứ thật, là lúc mà vợ con đậu cáp rồi á, đúng không em, đậu cáp rồi là cái vợ con mới nói với con mấy lần tâm sự, nhắn tin cũng vậy, mà gặp ở ngoài cũng vậy, cũng nói anh ơi em quá buồn, giờ em công sức của em, tâm huyết em đậu rồi mà giờ em bị gì, em thi không được, em buồn quá, không biết giờ chừng nào mới còn cơ hội nữa. Mà thật sự nếu mà năm đó mà bỏ thì tới bây giờ luôn là đâu có cơ hội nữa đâu. Cái con mới an ủi, con mới động viên. Rồi cuối cùng cái đêm đó đó là trước ở cơ quan con có cái bờ kè, cái hai đứa mới ngồi nói chuyện trước cơ quan á, con mới nói bây giờ á em thích không, nói thích, em muốn thi không, vợ nói muốn, bây giờ không nói nhiều, không suy nghĩ nhiều, thích thì đi thi, muốn thì đi thi, vậy thôi, mình có làm sao mình cứ để vậy mình đi. Nhưng mà thật sự mà nói chú vẫn thấy là cái việc gọi là cưới rồi mà nhà ai nấy ở như vậy á, thì chắc chắn cũng phải có một cái lý do gì đó từ phía hai bên đúng không? Cảnh. Thì mẹ con thì bị tai biến, còn ông nội con thì 80 mấy tuổi rồi, ba con thì cũng mất trước đó rồi. Cho nên là con phải ở nhà buôn bán với lại lo cho nội với cho mẹ luôn. Cho nên là bên đây giờ cũng phải lo. Đúng rồi. Con thì gia đình có mình con, ba mẹ con, mẹ con bằng tuổi cô á. Mà cái đợt vừa rồi dịch á là suốt 5 tháng. Thì từ tỉnh này qua tỉnh nọ, huyện này qua huyện kia, huyện cách ly huyện thì chắc có lẽ là hai vợ chồng đâu có gặp nhau. Dạ, không có gặp được luôn. 5 tháng trời. Dạ, thì mà tại vợ vì chồng son đó. Ở dưới là có một cái cây cầu. Thì tại vì phải đứng cách xa 2 mét. Thì anh đứng đây, con đứng đây chỉ nhầm trời nhau ơi vậy thôi đó. Nhưng cũng đang chức nữ gì vậy một. Ngay chỗ cái chốt mà chỗ đây, mấy anh chật chốt á. Mấy ảnh đầu có cho lại gần đâu, hai đứa đứng xa nhau, đứa rồi bên nói này, sao? Đứa bên kia giờ nhìn nhau. Nhìn nhau rồi. Dạ. Nhìn nhau bao lâu? Cái đó là hết chỉ thị 16 mới đi được. Chứ lúc mà còn chỉ thị 16 là hai đứa gọi video không à. Nhưng mà buồn không? Dạ buồn. Buồn nhau. Mỗi lần gặp nhau, một đứa đầu cầu ở An Giang, một đứa đầu cầu ở Đồng Tháp như vậy thì
Lúc đó cái tâm trạng con sao con? Trời ơi, con đứng con chỉ biết khóc thôi à. Tại vì lúc đó là nó không hiểu cảm giác sao mà mình buồn lắm. Rồi ảnh cũng động viên, ảnh nói là anh cũng buồn mà thôi ráng đi. Tại dịch bệnh mình phải tuân thủ quy định hết. Chứ mình không có được làm trái. Rồi, mà lúc đó qua chưa có tiêm ngừa nữa. Dạ, chúng rồi, chưa có tiêm luôn, cho nên người ta rất là sợ, rất là kỹ luôn. Tại vì còn gia đình nữa. Dạ. Bây giờ chúng ta đến với cái phần kia nó đi. Nó hay, nó hấp dẫn lắm em. Hấp dẫn lắm, con có biết chương trình gì không? Con phần nào? Dạ biết, kể xấu. Nó xấu. Nhưng mà mấy đứa ở xa quá, sao thật xấu lòi. Có chứ, lòi hết. Có không? Không thể nào che giấu được. Vậy đó có hả? Là có. Dạ, con thì con thấy không có thật xấu, nhưng chỉ có con gái là lâu lâu thì nóng tính rồi nạt con vậy thôi. Dạ. Nóng tính thôi, có ghen tuông rồi này kia không? Có vậy. Đó vậy đó, hồi có hỏi ghen không? Là loại đó. Không có vợ con không có thằng sáu. Như con ghen, đâu kể vụ ghen nghe chơi coi coi con bà này bả ghen con sao? Con thì con không bao giờ mà nhắn tin với người con gái nào hết, ngoại trừ là những người mà bạn học của con, bạn bè thân á, bạn lâu năm á. Rồi cái con chỉ hay là comment bình luận những cái bài đăng của bạn trên Facebook thôi. Cái bả lướt bả thấy cái bên anh không có được thả tim, không có được like, không có được comment gì bài của người ta chứ nghe. Comment gái rồi. Trời ghen. Dạ. Không cái ghen nó được, cũng đúng. Ghen nó được, đúng không? Đúng. Có cái gì nữa không? Tật xấu cái gì nữa? Dạ không. Hết luôn. Dạ. Nấu ăn sao? Nấu ăn ngon không? Nấu ăn thì ngon à. Làm đó. Bánh đồ ngon lắm á. Rồi có bừa bộn không? Dạ không. Có làm biến không? Không đâu, vợ con siêng lắm, vợ con ngày ngủ có mấy tiếng à. Là làm nguyên ngày rồi. Là làm suốt luôn hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà vợ là ăn dạ ăn chay, ăn chay trường. Dạ. Ăn chay trường. Trời dạ. Vậy hả sao con? Vậy con? Con nguyện dạ, là con ăn đi sức khỏe. Con ăn cũng được gần 4 năm rồi. À, tại vì lúc đó mẹ con bệnh, rồi nội cũng bệnh nữa, rồi gia đình cũng nhiều chuyện buồn quá. Cái con cũng kiểu như con cũng nghe Phật pháp rồi kia rồi. Cái con cũng phát tâm con ăn chay luôn. Con cũng không có nguyện gì hết. À, con chỉ nguyện là con ăn được đến bao giờ thì ăn để cho gia đình bình an. Thì con ăn đến bây giờ là 4 năm rồi. Và con thấy là cuộc sống nó bình an đúng không? Dạ. Bình an sức khỏe ha, bình an sức khỏe. Dạ. Rồi. Rồi giờ sao này giờ vậy giờ con mong ước bạn súng thay đổi cái gì? Con thì chỉ mong vợ con duy nhất một điều thôi. Về cái tính tình hay là cái gì không cần thay đổi chứ. Chỉ có một cái là ăn uống đầy đủ với là nghỉ ngơi nhiều thôi. Con chỉ mong muốn điều đó thôi. Ủa là làm việc đồ dữ lắm hả? Dạ làm nhiều lắm. Vợ con một ngày bao nhiêu tiếng? Vợ con thì chỉ ngủ khoảng 1-2 giờ gì đó mới ngủ tới 6 giờ sáng thức rồi. À, tức là ngày ngủ 5 tiếng. Khoảng 4-5 dạ, tiếng giờ có thôi. Có khi chưa cũng ngủ, khi vô ngủ 1 tiếng, 2 tiếng rồi. Là con làm gì? Con live stream hả? Dạ đúng rồi. Và dạo này bớt tương tác quá, buôn bán được không con? Dạ dịch là không có gửi hàng đi được, hầu như là hàng đi 100% là chỉ đi được khoảng 30-40% thôi. Thì do là bớt tương tác cho nên con phải tăng tần suất live lên là 1 ngày 2 buổi. Chứ hồi lúc thì live 1 ngày 1 buổi rồi bây giờ phải live 1 ngày 2 buổi luôn, và trưa và tối luôn. Rồi vậy còn con kể đi. Tật xấu gì? À, chồng con thì con thấy là cũng không có tật xấu gì hết, nhưng mà có cái tính ảnh kỹ. Ảnh kỹ quá kỹ. Kỹ thì sao đâu? Nói chung là ảnh rất là kỹ, mà ảnh kỹ nhiều khi con quạo luôn á. Giống như là một cái chuyện đó thôi, con nhờ ảnh thì ảnh sẽ hỏi lại con rất là nhiều lần. Tại vì ví dụ hỏi 2 lần là mình đã biết cái câu trả lời rồi. Nhưng mà ảnh là ảnh muốn xác thực để mà chính xác đó. Kỹ để quá. Không có sai thì anh hỏi con tới 4-5 lần. Nhiều khi con quảo con nói trời cái gì mà hỏi hoài vậy. Người ta hỏi 1-2 lần là được rồi, hỏi gì đâu mà 4-5 lần. Kỹ quá anh đó. Mới nói là anh hỏi cho chắc ăn đó, rồi quần áo thì cũng phải tươm tất cho sạch sẽ gọn gàng, rồi anh làm một cái gì đó anh chăm chút, anh mài mò, anh kỹ, nó mất thời gian đó con. Cái con thì con nhanh nhẹn, con lẹ làng, tại dân buôn bán mà. Dạ đúng rồi. Còn mình nhìn ổng làm nhiều khi mình cũng quạo chứ. Là chỉ có cái đó là cho anh bớt kỹ đi thôi. Đó là con mong muốn nói luôn đì. Mong muốn anh muốn bớt kỹ. Dạ anh là anh bớt kỹ lại thôi. Nó còn gì nữa không? Dạ không. Ảnh thì là có ghen không, chồng có ghen không đó, định hỏi đó. Dạ cũng có. À còn đâu kể biết vụ cái biết dạ, vụ tại vì hồi lúc trước á là lúc đó quen là mới quen, chưa có thương, chưa có thân, chưa có thương nhiều thì con kiểu như mình buôn bán mà cái mấy bạn nam trên mạng cũng nhắn tin nói chuyện này kia
Thì con cũng nghĩ chuyện bình thường, để lúc đó con nghĩ là quen ông này cho vui đó à. Khách hàng tiềm năng, biết đâu là khách hàng tiềm năng. Nói cái... con vậy đó. Rồi xong cái ảnh mới thấy con nhắn tin với bạn nam khác. Ảnh mới nói là ảnh sẽ không có nói là anh cấm em không có được làm như vậy. Ảnh không có nói vậy. Ảnh nói con là em làm như vậy anh rất là buồn. Ảnh chỉ nói một câu vậy thôi. Thì sau này con suy nghĩ thì mình cũng thương ảnh rồi, cho nên mình không muốn ảnh buồn. Cho nên là con từ đó về sau con không có nhắn tin nữa. Thôi cái ghen này là cũng đáng yêu, cũng hợp lý. Có vậy thôi. Ê, nhưng mà cái vụ kỹ á thì đâu đâu, nhất là trong cái mùa dịch nữa. Dạ. Chắc chắn là anh phải rất là kỹ lưỡng trong cái việc gọi là bảo vệ, thực hiện 5K, rửa tay, đeo khẩu trang, đeo tấm chắn. Dạ thì, đúng rồi. Thì mỗi lần mà anh đi ra đường thì sao? Trời, anh có kỹ dữ không? Anh bịt kính hết. Xong rồi về nhà anh sẽ lấy cái cây bông tăm trái tay á, anh chấm cồn, anh quậy vô lỗ mũi, anh quậy 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 hai bên. Xong rồi anh sẽ xịt cồn vô họng anh luôn. Anh thả họng ra anh xịt cồn vô, xong rồi anh sẽ rút miệng anh phun ra, rồi anh khò nước muối. Xong rồi anh sẽ lột quần áo hết, ảnh đem đi ngâm, ảnh giặt liền. Đó rồi anh vô anh tắm nước nóng lại. Nói chung là anh rất là kỹ. Trời, quá kỹ luôn. Quá kỹ, nhưng mà cái vụ cồn là thấy phản khoa học. Nó xịt vô họng là nguy hiểm đó nghe. Phản khoa học đó nha. Trời ơi. Dạ. Nó con chỉ cần khò muối được rồi. Dạ. Khò muối với lại con bơm rửa mũi á là cô thấy ok rồi đó. Trời còn ơi. Con xịt cồn là nguy hiểm lắm. Ông xịt cồn nghe, ông chưa bị nhiễm Covid nữa, ông bị lủng ruột rồi đó. Không được xịt cồn vô miệng nghe chưa, nguy hiểm lắm, khỏi nước muối được rồi. Rồi con dầm giờ qua cặp này em mới thấy không, thực ra cái mà ở ai ở nhà nấy cũng có cái hay á. Coi như là tại vì vậy nè, cái tuổi của con á, bé này là còn nhỏ lắm. Con thì chín chắn rồi cô nói, nhưng bé này nó còn nhỏ. Mà cái dòng mấy chị em phụ nữ mới lớn này nè, tánh tình hay còn con nít á, hiểu không? Là rất dễ gây lộn. Nhưng mà tự nhiên bây giờ tụi con ở xa nhau mà bé này có trách nhiệm với gia đình, rồi con cũng có trách nhiệm gia đình, thì tụi con hiểu được cái điều đó, đó là một cái sự hy sinh á, sự hy sinh, sự đồng cảm trong cái chuyện hy sinh đó, thì bé nó sẽ lớn lên, tức là bé sẽ chững chạc, bé lớn lên. Chứ còn không có tụi con mà chỉ có ở gần nhau á, là tụi con sẽ gây lộn mỗi ngày luôn. Tại vì tính tình á, cái khoảng cách nó rất là xa nhau. Thành ra là mỗi đứa nó sẽ có những cái mà gọi là khó mà hòa hợp lắm. Đó, thành ra là 2 năm nữa khi mà cái thời gian xa nhau hết, lúc mà có con đó ha, là lúc đó con cũng trưởng thành rồi, 25 tuổi là phụ nữ trưởng thành rồi. Thành ra cũng hay em ơi. Cho nên bây giờ chỉ chúc tụi con á là khi nào mà có em bé đó về gần, có thể là về chung với nhau luôn. Lúc đó là con đủ chững chạc để mà gọi là làm một cái lò sưởi của gia đình mình rồi. Cái bếp lò của gia đình mình, đúng không? Anh này thì khỏi nói rồi, đúng, anh chững chạc quá rồi. Quá chuẩn ba rồi nha. Thôi như thế này, thật ra là trước khi đúng là mình đến đây thì tạm biệt hai con để mà chào đón một cặp đôi tiếp theo. Nhưng mà bởi vì cái cặp của con là nó quá đặc biệt. Thứ nhất là rất là cảm ơn hai vợ chồng đã đi từ Đồng Tháp lên đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Và thật ra là mà nghe câu chuyện mà hai vợ chồng mà cái thời gian mà giãn cách đó, hai vợ chồng đứng một đầu cầu đó, nghe thật ra nó có rất là xúc động. Và thật ra là mặc dù đã là vợ chồng nhưng mà cái sự gần gũi của hai vợ chồng hầu như là nó rất là ít. Và thậm chí là nói những lời yêu thương chú cũng nghĩ là cũng rất là ít. Thôi thì hôm nay nhân cơ hội đến với chương trình này thì không biết là Thảo và chồng của con, hai vợ chồng có muốn nói điều gì với nhau hay không? Thảo nè, có muốn nói gì với chồng hay không? Nhìn chồng. Em muốn nói là thật ra cái tính em chỉ là nóng tính vậy thôi, nhưng mà thật sự em rất là thương và rất là quan tâm gia đình hai bên. Em sẽ cố gắng để mà sửa cái tính nóng lại, tại vì nhiều khi công việc nó áp lực quá. Rất là cảm ơn anh đã luôn luôn ở phía sau em để ủng hộ, động viên những cái quyết định, những cái việc làm trong cuộc sống của hai đứa mình. Mong là sau này em sẽ bớt nóng tính lại để tụi mình bớt cãi nhau lại. Còn con thì sao? Có muốn nói gì không? Đứng lên cũng được, nói với vợ. Thôi cũng ngồi nói chuyện với vợ luôn. Anh cũng cảm ơn em đã, thứ nhất là rất là tốt với anh và tốt luôn với ba mẹ anh, với gia đình anh. Thì bây giờ thì chỉ có một điều, anh nghĩ là chỉ có một điều thôi, có là chịu đựng cái tính nóng của em. Anh sẽ cố gắng chịu đựng cái tính nóng của em, anh sẽ không có lớn tiếng, không có cãi nhau lại với em. Và anh sẽ thương em, yêu em
đến hết cuộc đời này. Hay quá. Trời ơi. Hay quá rồi. Hay quá. Nếu mà không có tấm chắn là tôi đề nghị hung rồi. Dân An Giang tình cảm dạt dào chứ một. Dạt dào quá tình cảm. Cái đó chỉ là một phần nhỏ đó, phần nhỏ nhỏ thôi đó. Đó. Anh thôi. Bin mà nói là anh Bin sẽ rớm nước mắt. Đúng đó, anh Bin đó, bởi vì ngồi gần chục năm rồi. Chứng kiến biết bao nhiêu lần anh ấy nhỏ lệ rồi. Người ta chưa khóc nữa tôi khóc rồi. Thôi nên chung là cảm ơn các con ha. Và vẫn dạ. hy vọng rằng là các con sẽ mau sớm được về chung một mái nhà dạ. để cùng tận hưởng cái niềm hạnh phúc với nhau nhé. Dạ.